Rồi em mời anh. Ồ, em thấy máy ảnh nó nhìn cụ thể quá. Dạ, chào anh. Mời anh thôi. Dạ. Thành Nguyên bên chào anh đã đến với kênh Thành Nguyên Kết Nối Yêu Thương. Anh Dạ. kính xin phép Thành Nguyên anh cho anh kính chào cô bác cộng đồng mạng. Dạ. Lời chúc sức khỏe. Dạ. Rồi sao cho kính chúc Thành Nguyên được nhiều sức khỏe để tiếp tiếp những người đơn đơn đăng như anh. Dạ, hôm nay anh tới với chương trình của em mà không biết là anh đang đi tác nghiệp hay là anh đi kết nối yêu thương này, mà em thấy máy ảnh rồi là túi sách này kia, cái này chắc là anh có làm bên nhiếp ảnh anh. Đúng, anh làm À. nghề lâu rồi, 5 năm rồi. Nhưng mà sẵn chụp gần đây rồi có hẹn với Thành Nguyễn đó, thành ra anh đến. À, là công đôi việc luôn anh Dạ. ha. Dạ, tốt quá. Dạ. Hôm nay anh tới đây với em thì anh có thể chia sẻ cho em chút xíu này là anh đến từ đâu và công việc như thế nào? Anh đến từ Thới Lai ông môn. Ở đâu anh? Thới Lai. Thới Thới Lai. Lai á, Thới Lai á. Dạ. Huyện ông môn. Dạ, Thới Lai. Dạ. Anh chia sẻ cho em chút xíu nữa. Tên này, tuổi này, rồi nghề nghiệp của anh cho em nghe nào. Anh thì nhiều nghề lắm nhưng mà anh tên Trương Văn Thành. À, anh Thành Năm ha. nay anh Canh Tý đã 62 tuổi. À, anh Thành đến từ Cần Thơ, vậy là anh trùng tên với em rồi. Dạ, trước đó em nói không có sai, em thấy ai tên Thành á cũng dễ thương. Em nói thế để em thơm lây chút xíu. Dạ. À, không biết công việc của anh Thành thì anh nói rõ cụ thể hơn Đúng cho rồi, em nghe chút xíu anh nào. làm nghề này lâu nhưng mà thật sự là anh chụp đám, Anh anh chụp chụp đám đám cưới. tiệc, đám tiệc với ngoại cảnh nào đó. Nếu mà ai À. cần nhu cầu gì thì anh làm cái đấy. À đấy ha. Nhưng mà trường hợp sau này mà em có đi chụp quay gì đó thì anh có giảm giá cho em không? Tất nhiên Tất đi nhiên. thiện nguyện cũng được Dạ, vậy. em phải hỏi trước không? Tới hôm đó em không có tiền trả cho anh thì chết. Dạ. Vâng. À, thì không biết là cái công việc của anh nó có vất vả không và nó có thu nhập nó có ổn định không anh? Thật sự thì anh làm nhiều nghề lắm. Dạ. Nhiều nghề là cái chuyện thật sự là bắt buộc. Dạ. Chứ nghề chính của anh là hớt tóc với chụp ảnh. Ồ vậy hả? Đa năng ha. Dạ. Nhưng mà thật sự thì cũng hoàn cảnh nghèo. Dạ. Nghèo rồi thêm nữa bà xã bệnh 7 năm mất. Dạ. Thành ra bất cứ mình làm bất cứ chuyện gì để có tiền để nuôi bà xã. Còn con cái thì nó hụ hợ, nó phụ giúp. Dạ. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình có một một trai một gái Dạ. nhưng mà đã gả cưới hết rồi. À. Mình cũng có cháu ngoại cháu nội xong rồi. Dạ. Nhưng mà thật sự tính tính cô đơn suốt đó. Ờ vậy Nhưng à. mà cuối cùng nhờ một anh bạn đắp ghiếc rồi mới đưa mới đầu đưa kinh của Tứng Dĩ. Dạ. Rồi anh cũng thấy vậy thôi cũng chạnh chạnh lòng. Anh em giúp mình mà. Rồi thành thử ra anh coi tình tình cờ. Tình cờ thì mới mới hiện lên là cái kênh của Thành Nguyễn nữa. Dạ. Nhưng mà trước đó đó anh mới có ý định thôi thì Dạ. có một người bạn, một bạn bạn cũng đồng nghiệp thấy Thành Nguyễn với Tứng Dĩ cũng làm ăn đậu rồi cũng có mở một cái kênh nhưng mà mời mình khai trương. Nhưng mà cái lúc đó thì mình chưa có cảm nhận được điều gì, thành ra mình cũng lên sóng như như Thành Nguyên đây. À vậy ha. Cũng Dạ. giúp vì bạn bè mà Dạ. mình nghĩ người ta giúp mình thì thôi mình cũng giúp lại. Dạ. Mới ban đầu anh chỉ nghĩ là giới thiệu bản thân mình thôi, Dạ. nhưng mà bây giờ anh nhìn thấy mục tiêu của anh À. là mục tiêu của anh là người bác sĩ tên giàu á. À. À là có nghĩa là trước đó anh muốn lên sóng trên kênh của anh Vĩ. À, nhưng mà anh biết không? Cái kênh của anh Vĩ á là rất là nhiều người tới đăng ký, cái khối lượng của anh nó cũng quá tải đó. Đúng rồi, thấy Dạ, anh thành biết ra là là vậy. có sẽ có những cái cuộc gọi mà khi anh đang phỏng vấn anh sẽ không bắt máy được, cũng giống như em vậy. Em đang phỏng vấn như thế này em cũng phải nhờ một người bạn cầm dùng cho em cái máy, và ai có hỏi thì chỉ dùng cái địa chỉ dùm em.
Nhưng mà em chắc cũng nhờ được một vài hôm mà chứ không có nhờ được suốt, cho nên chắc trong thời gian tới nữa các cô các chú cũng anh chị cũng trách em nhiều lắm. Dạ thì cũng mong các anh các chị hiểu cho cái vấn đề đó ha. Dạ. Em vừa mới nghe anh chia sẻ về cái về những cái tâm tư, những cái tình cảm của anh, rằng là anh muốn kết nối với chị Giàu bên kênh của em. Anh đúng, anh Dạ. thấy mục tiêu của anh rồi. Có nghĩa là sau khi mà anh đăng ký bên kênh Anh Vĩ rồi, thì anh lại thấy cái nhân vật nữ này ở bên kênh của em và anh đã quyết tâm. Đúng vậy. Thế thì đặc biệt nhất ở chị Giàu là cái điều gì mà anh thích nhất nè, anh chia sẻ giùm em nè. Anh thích Giàu một điều là bản thân, Dạ. bản chất của Giàu. Dạ. Anh thì thật sự anh không được như Giàu, không được như Thành Nguyên về vấn đề thiện nguyện, Dạ. nhưng mà bản thân anh làm nhiều nghề lắm, Dạ. vì tạo mọi điều kiện để có tiền nuôi bà xã mà. Dạ. Anh làm công việc sửa xe nè, sửa xe, xe đạp, sơn Dạ. sửa, mua bán. Rồi thêm một cái anh gửi xe nè. Rồi ban đêm anh còn làm một tiếng đồng hồ được 1 tháng 4 triệu nữa, làm ở đá nước đá. Dạ. À vậy Anh hả? làm rồi có nhiều khi khi giác này anh đi về đó, giác này anh đi về đó thì anh thấy khách đợi mình hớt tóc, rồi khách đợi mình sửa xe, rồi khách đợi mình gửi xe, vì con cái mình gả đi hết rồi, Dạ. còn bà xã thì bị bệnh đâu có đi được đó, thành ra nhiều công việc lắm. Dạ. Rồi khi bà xã mất á, bà xã mất ngay Tết nữa, rồi cách đây 2 năm, 2 năm coi như 2 cái giỗ rồi. Dạ. Nhưng mà trong tình cảm thì anh cũng nghĩ là chắc cũng như 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 Giàu, không muốn bước tới, nhưng mà thôi bây giờ mình suy đi nghĩ lại, thấy thấy cái mục tiêu của mình xác định vậy, thành ra thôi mình Giàu cũng làm cho mình trái tim mình rung động đi, Sao thành chứ? ra mình cố tình lên đây. Dạ. Nhưng mà lên đây hồi hộp lắm, hồi nãy Dạ. là nhường cho cô chú nhiều người lắm rồi, À. rồi thành ra anh để cho anh định tâm chút Bớt để run tỏ lại tình. Đúng rồi, hả? Dạ, vậy nhưng thôi. mà bây giờ thì cảm giác đó còn không anh? Nó còn run Cũng còn hơi hơi. không? Hơi hơi. Dạ. Nói chung là tất cả mọi sự việc trên đời đó anh, nó là vạn sự tùy duyên. Dạ. Ngày hôm nay anh tới với chương trình của em và em cũng ghi nhận rằng là khi mà các anh đi đường xa xa xôi đi qua đây tới với em, các anh cũng đã bày tỏ được cái tấm chân tình và tụi em cũng đã thấy được cái sự nghiêm túc trong cái câu chuyện này. Dạ. Thì khi mà làm những cái chương trình kết nối như vậy đó thì tụi em cũng mong muốn cho các anh các chị sẽ được thành đôi thành lứa. Dạ. Tất cả mọi điều này cũng có thể xảy ra, Đúng. thì em mới nói với anh á, là vạn sự tùy duyên, không phải là anh tới đây là chắc chắn là anh sẽ được. Đúng đúng đúng. Dạ. Anh thì Dạ. để giải tỏa trong mình thôi, nhưng Vâng. mà mục tiêu của mình là vậy. Đúng. Nhưng mà thật sự ý Giàu, tình cảm là của Giàu, Dạ. muốn đặt để đâu cũng được. Đúng rồi. Nhưng mà mình nói lên câu nói thật lòng mình là vậy. Còn vấn đề con cái thì mình á, hiện tại bây giờ thì mình sống cũng tạm ổn lắm, thu nhập nhập thì tạm ổn. Dạ. Nhưng mà mình á thì mình biết mình không phải là gánh nặng của Giàu, mà Giàu cũng không phải là gánh nặng của Dạ. mình chỉ thích con người Giàu thôi, Dạ. còn mọi chuyện khác thì mình chưa nghĩ tới. Dạ. Còn thí dụ nếu mà có cơ hội thì tiến tới nữa càng tốt, còn nếu không thì thôi, Dạ. chứ vậy là mình cũng vui rồi, bởi vì bản thân mình cô đơn mình chấp nhận rồi mà. Dạ. Vâng. Nếu như em đặt cái giả thuyết nha, nếu như mà chị Giàu mà không có hồi đáp lại cái tình cảm của anh, thì anh có sẵn sàng mở lòng với một người nào đó khác không? Thật sự thì anh có một cái ý này, anh chưa cũng chưa tính tới để Dạ. coi sao, Dạ. nhưng mà anh mục tiêu của anh tới đây để tâm sự với Nguyễn Thành Nguyễn là vậy. Dạ. Thật sự anh ngày xưa anh nuôi vợ tới 100 kg lận, Ồ. 100 kg lận, mà khi mà bệnh hoạn thì anh vẫn ẵm tới lui, bị gì hư ba mấy cột cột sống, 5 7 cột lận. À. Thành thử ra bây giờ nếu mà thật sự có người nào thích anh thì cũng được,
Anh cũng cảm ơn, nhưng mà dưới điều kiện phải nhỏ gọn chứ còn bự quá anh sợ. Dạ, Anh đó là chỉ yêu anh cầu nhỏ gọn thôi đúng ha. đúng Dạ, rồi còn độ tuổi thì như thế nào ấy? độ tuổi thì anh thấy riêng bản thân anh mình cũng không được quyền lựa chọn, Dạ, không nên nhưng là mà mình đang mong muốn, đúng mong mong muốn cái muốn độ độ tuổi đó. mong muốn thì anh thấy cái tuổi của già là anh thấy hợp với anh nhất, vì anh là canh tí, còn giàu thì sửu mà không biết cái gì sửu. Thì vậy thôi, chứ còn mà lựa thì không được quyền, nhưng mà nếu mà duyên thì càng tốt. Còn anh chỉ mong là anh với giàu bị đi cùng một lối thôi. Vâng, cái điều đầu tiên anh mong muốn vẫn là chị vẫn giàu vẫn ha. Nhưng mà nếu như mà chưa có đủ duyên á, thì anh Thành vẫn có thể mở lòng với những cô gái khác, nhưng mà mình sẽ phải xem hình ảnh và xem đúng tính cách của từng người đúng đúng đó ra đó đó sao ha anh vậy ha. đó, ý của anh là vậy. Dạ, anh Thành cho em hỏi chút xíu nữa này. Trong cái cuộc sống hàng ngày của anh đó, ngoài công việc của anh ra rồi, thì anh có ngoài những cái đam mê giống như là nhiếp ảnh rồi là hớt tóc này kia, thì anh có cái đam mê khác giống như là cờ bạc hay là cá độ hay là rượu chè gì đó không? Anh hả? Anh thì chắc có lý là anh khác người ta một chút, là không có rượu, không chè, không không hút thuốc. Nhưng mà anh lúc nào cũng có một cái bàn cà phê là toàn là thợ chụp hình, mười mấy năm rồi, mười mấy 20 năm rồi. Nghĩa là sáng anh uống cà phê, rồi chiều anh cử cà phê là xong. Chỉ vậy thôi chứ anh không có gia vô mấy đề đó. Thì nói chung là mình làm công việc gì thì mình cũng phải giao du và tiếp xúc với những người làm cùng nghề để trao đổi kinh nghiệm Đúng ấy đúng nha. đúng. Người ta nói là buôn có bản bán có phường. Thì cái đó thì cũng dễ hiểu, với cà phê thì nó cũng đâu có gì là hại đâu, nó còn thậm chí còn tốt, làm cho mình sảng khoái tinh thần để còn làm việc năng suất hơn nữa. Vâng, thì những điều gì cần hỏi thì em cũng đã hỏi rồi, và những gì anh chia sẻ thì anh cũng đã chia sẻ đây. Thì quý vị cũng đã nghe, chị giàu cũng đã biết. Thì nếu như chị giàu mà có đồng cảm với anh Thành đây, thì có thể liên hệ với Thành Nguyên. Thành Nguyên sẽ làm cái nhịp cầu nối dùng cho các anh chị. Còn nếu không chưa đủ duyên, thì anh Thành vẫn sẽ sẵn sàng mở lòng với các chị các em khác muốn tiến tới với anh. Cuối video thì anh Thành có điều gì nhắn nhủ tới cho chị giàu nói riêng và cho các cô chú anh chị đang xem đây nói chung cái điều gì đó không? Bây giờ thì tình cờ như vậy thôi, bây giờ nói cái tình cảm mình vậy là được đối với giàu. Nhưng mà bây giờ anh cũng cảm ơn kinh của Thành Nguyên, cảm ơn kinh của Tướng Dĩ, những anh em làm trong kinh Kết Nối Yêu Thương. Nhờ kinh này mà anh thấy Thành Nguyên á, dám bứt phá lột tả được những cái định kiến của xã hội, để tụi anh và mấy anh chị em trải lòng mình. Chứ ngày xưa thì nếu mà mình mà lên trực tiếp nói kiểu này thì mọi người nói thằng này chắc nó lên giống một bà kia, chắc hồi sinh rồi, thành ra tội nghiệp lắm, không dám đâu, không dám nói đâu. Mà bây giờ thì nhờ kinh của cưng mà tụi anh được trải lòng những cái khúc mắc trong trong lòng. Cuộc sống của từng người là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không có ai giống ai. Thì em vẫn hiểu rằng là khi mà các anh, các chị, các cô, các chú, mặc dù có lớn tuổi hay là ít tuổi, thì ai cũng mưu cầu hạnh phúc, ai cũng mong muốn cho mình không có bị cô đơn. Đúng rồi. Chứ Thành Nguyên cũng cảm nhận thấy rằng là có một số cô chú anh chị cũng bị cộng đồng mạng cũng comment trái chiều rất là nhiều, thì Thành Nguyên cũng hy vọng là các cô chú anh chị cũng hiểu và thông cảm cho, bởi vì các cô các chú các anh các chị đến với chương trình của Thành Nguyên, đến với cái chương trình kết nối tình duyên như thế này, không có ai mà muốn làm cái điều đó nếu như mình đang hạnh phúc. Mình có thiếu thì mình mới đi tìm. Đúng như vậy. Chứ không có ai mong muốn mình là bị cô đơn, bị thiếu thốn cái gì đó mà phải đến cái tuổi này mình mới đi tìm cái điều đó, cho nên là không ai mong muốn. Các cô chú các anh chị nào mà đang sống trong hạnh phúc, đang yên ấm, thì quý vị cũng chia sẻ một cái lời động viên, chứ cũng đừng có nặng nhẹ quá anh ha. Vâng, thì buổi trò chuyện của Thành Nguyên và anh Thành thì đến đây cũng xin tạm dừng đây.
Và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng Thánh Nguyên trong những cái video mà Thánh Nguyên đã đăng tải lên. Khi quý vị xem video cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Thánh Nguyên nha quý vị. Rồi ok anh ha. Rồi Cuối có gì cùng thì cảm ơn Thành Nguyên nhiều và gia đình Thành Nguyên nhiều sức khỏe dạ để cảm ơn giúp anh. anh em cộng đồng hết cô đơn. Dạ cảm ơn anh rất nhiều. Rồi. Dạ rồi ok anh ha. Rồi. Rồi rồi có gì thì em sẽ thông báo cho anh tin vui Rồi, có dạ. cần số điện thoại anh không? Dạ có, đây để kết thúc cái video này em sẽ ghi lại thông tin của anh. Dạ.